Chúng ta có thể bắt đầu cai nghiện ngay từ ngày hôm nay. Dựa vào tình trạng của cậu thì quá trình cai nghiện khoảng 1 tuần hoặc hơn vài ngày thôi. Đừng có vội mừng. 1 tuần đối với người bình thường thì trôi qua rất là nhanh, nhưng mà đối với người nghiện thì 1 tuần như là 1 năm vậy. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi nói trước, cai nghiện được hay không là do ý chí của người cai nghiện. Những ngày đầu sẽ hết sức là cam go, vì đến cơn đối thuốc, bệnh nhân sẽ như điên như dại, đau đớn toàn thân. Nhưng chỉ cần cố gắng qua tầm khoảng 3-4 hôm, sẽ có thể dần dần quên tạm cảm giác thèm thuốc. Khi hơi khỏe, nên kết hợp với việc ăn uống, tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh. Gia đình phải quan tâm và động viên rất nhiều. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn những lời chỉ dẫn của thầy. Cứ làm theo lời dặn của tôi và sử dụng kết hợp với những thang thuốc mà tôi đã ghi ở đây. Nếu có chuyện gì á, chỉ cần gọi, tôi sẽ tới liền. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Vũ Huệ à, tiễn thầy giùm con. Dạ, mời thầy. Dạ. Tôi xin phép. Cậu nghe kỹ rồi đó, cố gắng lên nha.